Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì thời giờ quý báu này mà chúng con vào đường dây để chúng con tôn vinh ca ngợi danh thánh của Ngài. Chúng con cùng hiệp nhau để cầu nguyện và nghe lời Chúa. Mình xin Chúa ban cho chúng con trong năm mới này mọi sự đều trở nên mới. Theo như lời Chúa đã dạy chúng con trong Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17 rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy mà dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng con cầu xin Chúa trong năm mới này chúng con mọi sự đều trở nên mới, mọi sự đều tốt đẹp thịnh vượng, vì ý Chúa bao giờ cũng đem đến chúng con sự trọn lành, sự tốt đẹp, sự bình an. Chúa không bao giờ đem đến những sự tai họa xấu xa, mà chúng con tin cậy nơi nơi Chúa, và chúng con biết rằng chúng con ở trong Đấng Christ thì được dựng nên mới. Và trong năm mới này chúng con cầu xin Chúa mọi sự trở nên mới. Con cảm tạ Chúa rất nhiều, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Ai thì cũng muốn ở trong Chúa đều được dựng nên mới, và nhất là ở trong năm mới thì những người mà chưa tin Chúa họ cũng dọn dẹp nhà cửa, rồi quét dọn, rồi sơn phết, làm cho cái nhà cửa mình cho nó tươi mới, và họ chuẩn bị những cái công việc hay cái gì đó cho nó mới mẻ lên, và họ cũng mong ước rằng trong năm mới cho nó được và thịnh vượng. Thì ở trong Chúa, ý của Chúa cũng cũng muốn tốt hơn nữa. Cho nên khi chúng ta thấy rằng nếu như trong năm cũ chúng ta có những điều gì đó mà nó không tốt đẹp thì chúng ta cũng công bố rằng những sự cũ phải qua đi, thì mọi sự trong năm mới này đều phải trở nên mới. Cảm ơn Chúa là bài học hôm nay chúng ta muốn biết rằng sự đổi mới của con người và xã hội, tức là trong trái đất á, trong đó nó có quan hệ với nhau. Ví dụ như thiên nhiên cũng phải cần thay đổi, và con người á thay đổi, và cái lòng con người phải thay đổi. Và Kinh Thánh đã nói qua những nhân vật trong Kinh Thánh đã thay đổi, và cái điểm cuối cùng mà chúng ta phải làm cách nào, tức là chúng ta qua cái bài học này chúng ta học được là cách nào trong cái thực tế đời sống của mình đang hiện có, mình làm gì để mình thay đổi. Thứ nhất là thiên nhiên cần thay đổi. Tại sao thiên nhiên thay đổi? Tại vì chúng ta thấy như năm vừa qua 2022 là một cái năm mà có nhiều tai họa thiên nhiên nhất trên thế giới, đến có 10 tai họa trên thế giới, và người ta thống kê là tốn hơn 115 tỷ đô và tăng lên 42% so với cái năm các năm trước, vì các năm trước mà cao nhất chỉ có 81 tỷ thôi. Chúng ta thấy rằng vì sao cái thiên nhiên cần thay đổi? Vì thiên nhiên này là do con người mà phá hoại. Khi Đức Chúa Trời dựng lên trong Kinh Thánh á, mà chúng ta thấy ở trong sáng thế thì Chúa dựng nên mọi việc đều tốt tốt đẹp ấy. Trái đất rất là tốt đẹp, trái đất ngày xưa rất là bình yên. Tôi nhớ là đến hồi tôi còn nhỏ, năm 60 mấy tuổi, tức là hồi đó mười mười mấy tuổi mà đi về cái giếng ở quê á, mà uống múc nước lên mà uống rất là ngọt. Mà bây giờ thì nước rất ở đâu cũng nước độc hết, ô nhiễm, và người ta ngay cả những cái máy lọc nước cũng cũng thấy chưa tốt nữa đó. Chúng ta thấy như vậy là chứng tỏ nước rất là độc. Nước thì cái ô nhiễm môi trường này do con người, do cái chất thải các nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp, do cái chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học, ví dụ như là phân bón thuốc trừ sâu đó, những cái thứ đó người ta bỏ ra, nó thải ra ngoài cái nước, và nó khiến cho con người mình cái nước nó tuần hoàn, mà mình uống lại cái nước nhà máy, nước máy đó thì họ gọi là tốt qua đời, nhưng mà thật ra nó cũng không có sạch được đâu, thành thử ra nó chỉ khử trùng thôi,
Thì nước có rất là độc, trong nước rất độc, mà cái độc đó mà sao mà do con người mà đó. Tức là cái tôi chứng minh mà hồi ở Việt Nam năm 60 mấy mà mình uống nước giếng là rất là ngọt, thì vì nước khi đó nó chưa nhiễm độc. Bây giờ thì không có dám uống nước giếng của mình nữa đâu, đúng không? Cho nên chi là cái chất thải rắn không được xử lý an toàn, bởi vậy nên chi là cái thiên nhiên nó bây giờ nó có ô nhiễm môi trường quá nặng, cho nên chi cho nên chi mà chúng ta cần phải có cái sự thay đổi trong thiên nhiên. Thiên nhiên do con người Đức Chúa Trời dựng nên đã tốt đẹp rồi, nhưng mà con người mình phá hoại, cho nên chi chính con người mình phải sửa cái đó. Cũng giống như mà con người mình phạm tội thì con người mình phải ăn năn tội đó, phải ăn năn tội, phải quay về với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời mới cứu được đó. Thì thiên nhiên cũng vậy, thiên nhiên do con người phá hoại thì thiên nhiên phải phải do Đức Chúa Trời, phải ăn năn với Đức Chúa Trời và phải làm sạch lại cái môi trường thiên nhiên. Cho nên khi chúng ta muốn rằng mà Chúa hứa sẽ đem đến một sự thay đổi tốt đẹp, nhưng mà sự thay đổi đó chúng ta phải có con người tác động vào. Chứ nếu con người không tác động vào thì kết quả là nó sẽ gây ra những cái thiên tai mà do biến động khí hậu, như cháy rừng, rồi như con người họ ngăn sông đắp đập, thì cái làm thủy điện đó thì nó được cái mà được cái điện thôi, nhưng mà cuối cùng á thì những cái môi trường xung quanh nó bị phá hoại hết. Bây giờ cái điểm thứ hai ở trong cái bài học này là con người làm người, con người cần phải thay đổi, mà con người rất là thay đổi, khó rất thay đổi, nhưng muốn thay đổi con người thì phải thay đổi cái tâm lòng của con người đó. Đức Chúa Trời muốn thay đổi lòng người từ bên trong, và Kinh Thánh cho biết lòng người mà rất xấu xa. Tội mỗi Kinh Thánh cũng cho biết rằng con người rất khó thay đổi, vì con người không thể tâm man tự đổi bằng sức riêng của mình. Người Ethiopia có đổi được màu da, con bêu có đổi được đốm nó không? Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác thế nào làm thiện được? Đó là trong Jeremy 13 câu 23. Đó, Kinh Thánh nói như vậy. Cho nên chúng ta cũng cũng thấy rõ ràng chúng ta phải cầu nguyện cho những người khi đi ra truyền giáo, cầu nguyện cho những người mà để cho họ tin Chúa, hay là ngay cả những người thân ở trong gia đình mình á, chứ đừng nói chỉ người ngoài, người thân trong gia đình mình phải cầu nguyện, phải dâng lên Chúa hàng ngày. Chứ còn khi mà họ cứng đầu á, cứng lòng á thì nó không nghe, khó nghe lắm. Cho nên khi mà mình phải cầu nguyện, cho nên chỉ mới đổi được cái Thiên Chúa biến đổi cái tâm lòng họ, biến đổi tự nhiên trang. Thì đó mà cái việc mà con người không làm được, nhưng mà Chúa thì làm được. Cho nên chúng ta phải nhờ trời, nhờ trời thì mới đổi mới được. Nhưng mà thiên nhiên á mà phải chính con người mình mới đổi mới, chúng ta không có thể hết nhờ trời được, nhưng mà con người thì chúng ta phải nhờ trời. Còn thiên nhiên mà chúng ta phải có cái tác động vào, thay đổi cái thái độ, thay đổi cái công cách, nghĩa là không có xả xả rác, không có làm ô nhiễm môi trường, không có ngăn sông đắp đập, không làm để nạn cháy rừng đó, không săn bắn thú, giết thú rừng nhiều quá đó. Đã bởi vì Đức Chúa Trời sanh ra có những con vật, những gì mà đã để cân bằng trong cái thiên nhiên đó, bởi Đức Trời sanh ra, sáng tạo ra trong 6 ngày thì đã có ý định của Đức Chúa Trời mà cân bằng rất là tốt đẹp. Nhưng mà con người phá hoại thì thiên nhiên nó thay đổi, như vừa rồi để chúng ta thấy ở New York đó. Quý vị ở gần New York cũng thấy mà tuyết mà cao đến 3 mét, cho đến nỗi mà người ta nói rằng mấy trăm mấy 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 chục năm hoặc mấy trăm năm thì mới có một trận bão tuyết như vậy, và đến 49 người chết đó, các bang. Cho nên chúng ta thấy rằng rằng cái cơn bão tuyết vừa qua đó mà không phải là do Đức Chúa Trời, mà do con người mình phá hoại cái môi trường thiên nhiên, thành thử ra là thiên nhiên nó biến đổi khí hậu và nó thay đổi.
Chứ còn Đức Chúa Trời sáng lập ra bốn mùa mà xuân hạ thu đông, nó rõ ràng. Nếu như mà không thể nào mà có mùa hạ mãi, nếu mùa hạ mãi thì nó sẽ khô hạn, mà nếu mùa đông mãi thì mà tuyết xuống thì ai chịu nổi. Cho nên riêng là bốn mùa thay đổi, thiên nhiên có bốn mùa, mà bốn mùa này là do Đức Chúa Trời lập nên, có mùa xuân, có mùa hạ, có mùa thu, có mùa đông. Nhưng mà vì con người mình phá hỏa cái môi trường thiên nhiên, cho nên chỉ bốn mùa bây giờ nó không có theo đi mùa nữa. Mùa mùa hè thì hạn quá sức hạn, mùa mùa đông thì đến sớm, mà vừa rồi mà tuyết bão tuyết nữa, cho nên chị cũng thấy thấy cái sự đó nó gây ra cái thiệt hại. Và thì nước Mỹ là nước mà văn minh nhất thế giới, cho nên chị nước Mỹ đã đưa cái sự biến đổi khí hậu này bao nhiêu năm rồi, nhưng mà người ta cũng chi rất là nhiều tiền, nhưng mà thực hiện chỉ được một phần thôi chứ chưa thực hiện hết. Con người chúng ta phải biết cái điều đó để chúng ta hợp tác với chính quyền để chúng ta biến đổi môi trường. Đó. Môi trường biến đổi chúng ta phải cần có con người, nhưng mà làm người thay đổi là phải nhờ Đức Chúa Trời. Hai cái vấn đề đó chúng ta đặt ra để chúng ta thấy, bởi vì Đức Chúa Trời đã thay đổi nhiều cuộc đời, mà trong Kinh Thánh đã chép lại, từ khi Chúa Giáng sinh đến nay 2000 năm, là hàng tỷ tỷ con người đã tiếp nhận Chúa, và người này ngã xuống, người khác sanh ra, rồi người khác sanh ra, người khác tiếp nhận Chúa, và họ được thay đổi trong tâm linh của họ. Đó. Cho nên chuyện là chúng ta thấy rằng nhờ có Chúa Giêsu giáng thế đến trần gian, và nhiều người đã nhận được cái món quà cứu rỗi, và nhiều người đã được đổi mới trong cái tâm linh của họ. Đó. Để cá nhân gia đình họ được phước và tập thể nhân loại cũng được đổi mới. Bởi vì chúng ta biết rằng một người tin Chúa thì chúng ta tin rằng cả nhà sẽ được cứu. Được cứu đây mà không phải là người ta tin Chúa, nhưng mà cái nhà, người trong nhà đó được phước của cái người mà tin Chúa đó. Nó ảnh hưởng đến cái cứu được cái nhà đó. Mà vì sao trong Kinh Thánh đã chép mà ông Abraham ông tới ông xin cái nơi mà hủy bại họa nhất thi nhất cái thời đó, cái thời mà Abraham đó, mà thành Sodom và Gomorrah, mà ông xin ông cái ngộ nhỡ mà còn có 5 hay 10 người công bình á, thì cái thành này được cứu không? Phải được cứu. Vì như 5 hay 10 người công bình đó mà được cứu, tưởng xin từ 50 người xin Chúa, nhưng mà cuối cùng cái thành Sodom và Gomorrah là quá sức bại họa, mà đến nỗi không không đủ cái số người để cho cái thành được cứu, và cái thành đó cuối cùng phải 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 bị thiêu hủy đó. Cho nên khi mà chúng ta một người trong gia đình của mình mà tin Chúa thì chúng ta có thể cứu được gia đình, vì cái giống như mà Sodom và Gomorrah vậy đó. Chúng ta nhớ vậy. Sodom Gomorrah là nó hiện có trên trái đất, mà cái đó đó là một câu chuyện có thật ở trên trái đất, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái mà hứa thiêu hủy của Chúa nó đến ngay cả trên trái đất, chứ không phải đợi đến quả ngục. Cho nên khi con người chúng ta, nếu chúng ta nhà chúng ta mà được nhiều người tin Chúa thì cứu được cái dòng họ của chúng ta. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy con người Đức Chúa Trời đã đổi mới cái nhiều cuộc đời. Ví dụ như ông Nicodem chẳng hạn, ông Nicodem là một nhà giàu có quyền cao chức trọng trên xã hội, ông cũng người có học vấn, mà giáo sư, mọi người lãnh đạo đời sống tinh thần của dân Do Thái, nhưng tất cả những đặc quyền đó ông không thỏa mãn. Và trong ban đêm ông tìm gặp Chúa Giêsu, ông muốn hỏi về Chúa, về bí quyết để sống hy vọng và sống thỏa mãn. Và Chúa Giêsu muốn trả lời cho ông về sự đổi mới trong trong tâm trí, trong tâm linh của ông. Và ông cần phải được sanh lại, tức là tái sanh đó. Ông cần trở nên như một đứa trẻ mới sanh, thì ông không dựa vào quá khứ, chỉ
nhìn vào tương lai, thì ông Nicodem đã hiểu được ý Chúa và sống đời sống ông đã thay đổi. Và ông chọn đứng về phía Chúa, ông đã có nhân sinh quan mới và ông có quyết định mới. Ông không còn sống cho mình, sống cho Chúa, và Chúa đã dùng ông như một người và một người nhà giàu khác nữa xin phép chính quyền đương thời để chôn xác Chúa Giêsu. Và quý vị cứ tưởng tượng rằng nếu không có ai chôn xác Chúa Giêsu thì kẻ thù nghịch đối xử với cái xác Chúa như thế nào. Và Chúa đã được ông Nicodem mang vào trong một cái mộ, cái khu mộ kia mà đục có trong đá đó, khu mộ của nhà giàu, và được ướp xác bằng mộc dầu rất là cẩn thận. Và sau 3 ngày thì Chúa sống lại. Cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện mà Chúa thay đổi được ông Nicodem, dù ông là một người giàu có, ông là một người quyền cao chức trọng, ông là một người giáo sư của người Do Thái, nhưng mà khi ông biết học hỏi nơi Chúa Giêsu và ban đêm đến tìm gặp Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời sống của ông. Trường hợp thứ hai là ông Sa-chê. Nhiều trường hợp lắm, nhưng mà đây là tôi muốn kể vài trường hợp tượng trưng hơn để cho quý vị nghe, để biết rằng chính Chúa mới thay đổi cuộc đời của mình được. Ông Sa-chê là một người ta thu thuế, giàu có, nhưng mà ông là cái sự giàu có đó của ông không đem ông lại sự thỏa mãn, và ông quyết định đứng dậy đi tìm Chúa, và ông đã khám phá ra Chúa và cũng mà đang tìm ông. Chúa Giêsu thấy ông Sa-chê đang ngồi trên cây vả nhìn xuống đất, và Chúa Giêsu đã nhìn lấy ông Sa-chê, và hai người đã gặp nhau, và Chúa Giêsu đã gọi Sa-chê, Sa-chê hãy xuống mau vì hôm nay tôi muốn đến nhà ông. Ông Sa-chê vội vàng lấy xuống đất, vui mừng rước Chúa vào nhà. Mà khi mời Chúa Giêsu vào nhà thì đời sống của ông Sa-chê hoàn toàn được đổi mới. Từ một người thích giữ tiền, ông Sa-chê đã thích ban cho. Từ một người sống khép kín, ông Sa-chê đã sống cởi mở. Và ông đã hứa mà ông dâng nửa cái gia tài của ông cho người nghèo. Và từ khi ông từ trên cây vả ông xuống thì cuộc đời của ông biến đổi. Gặp được Chúa Giêsu thì chúng ta là biến đổi, cuộc đời chúng ta biến đổi. Cho nên tôi rất mong quý bạn chị em, quý vị trên đường dây, phải được gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta phải gặp gỡ Chúa Giêsu thì chúng ta mới thay đổi được cuộc đời. Trường hợp của ông Phêrô cũng vậy. Một người đánh cá, không có biết chữ, không không học, nhưng mà ông Phêrô thành một nhà tri thức giảng đạo. Và cái giảng đạo đầu tiên của ông là 3.000 người tin Chúa. Rồi ông mà viết sách, ông trang bày, ông đọc phép lạ và trở thành tay đánh mới người, làm gương cho cái thế giới đất tiền. Nên hãy cùng nhau lắng nghe Führer nói về cái niềm hy vọng sống của chúng ta. Hãy trở nên những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc tinh tinh khiết. Và nhờ đó anh chị em mới có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi. Nếu anh chị em đã nếm sự nhân từ của Chúa, chúng ta có thể nếm trải được cái sự nhân từ của Chúa. Nhưng mà chúng ta càng ngày càng lúc đầu thì ham thích sữa cũng bệnh đó, nhưng mà những cái thức ăn mềm, nhưng mà sau đó chúng ta trưởng thành, chúng ta ăn những thức ăn cứng, thức ăn cứng thì chúng ta bắt đầu mạnh mẽ trong trong đức tin. Cảm ơn Chúa. Và trường hợp của sứ đồ Phong Bô cũng vậy. Phong Bô là người chống Chúa kịch liệt, nhưng mà trở thành một người phục vụ Chúa đắc lực nhất, và ông là hiện thân của phép lạ đổ mới từ trong ra ngoài. Ông đã làm chứng về điều này, điều mắt thấy tai nghe. Ông đã hết sức mình để rao giảng tin lành và sự sống, và ông đã nhận được từ Chúa cái sự sống đó. Những tư tưởng và sự tận hiến của ông vì tin lành đã thay đổi cả thế giới. Và qua đời sống gương mẫu của ông, ý
Bài này Chúa muốn khuyên chúng ta là mọi người tìm cho trong đời mình một người thầy như ông Phaolô, một người bạn như Banana và một người học trò như Timôthê. Khi viết thư cho học trò Timôthê thì ông Phaolô đã viết rằng: cảm tạ Chúa cứu thế Giêsu, Chúa chúng ta đấng đã ban năng lực chúng ta, vì Ngài đã tín nhiệm chúng ta và giao chúng ta những công tác phục vụ Ngài. Trước đây chúng ta là người phạm thượng, bát bớ đạo và sắc sược với Ngài, nhưng bây giờ Ngài đã thương xót chúng ta và Ngài có lòng tin, vì chúng ta có lòng tin nên chưa ý thức được những việc mình làm. Tức là trước đây mình chưa có đức tin thì mình chưa ý thức, bây giờ chúng ta có đức tin thì Chúa ban ân sủng dồi dào chúng ta. Ngài ban chúng ta đức tin và tình yêu thương và để nhận được trong sự tương giao của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó, đây là lời đáng tin cậy hoàn toàn. Cho nên chúng ta sống bởi đức tin. Nếu ai sống không bởi đức tin thì không thể nào được mừng Chúa. Bởi vậy nên khi chúng ta thấy rằng ai kêu cầu danh danh Chúa thì sẽ được cứu. Đương nhiên những người thân trong gia đình chúng ta, chúng ta kêu cầu thế cho người ta không, mà phải chính người đó mà kêu cầu được Chúa Giêsu thì Chúa mới cứu. Đó, cho nên khi muốn thế giới muốn đổi mới thì phải nhờ danh của Chúa Giêsu. Ai kêu cầu danh Chúa mới được cứu. Amen. Cho nên khi Đức Chúa Trời cũng muốn thay đổi chúng ta trong năm này, năm 2000, dù chúng ta là Chúa không cần biết mình tin Chúa bao nhiêu năm, nhưng mà ở trong Chúa có nhiều khi chúng ta cần phải có một sự đổi mới, đổi mới càng hơn nữa. Đó, cho nên nhiều người xung quanh chúng ta đang có thể là ngăn trở quý vị đến một cái đời sống mới, đời sống biến đổi và cái hướng đi của quý vị. Cho nên cái tâm tánh của quý vị và cái những người đó, mà những người có nhiều khi ngay ở trong gia đình mình níu kéo mình mà không muốn cho mình được đổi mới, cho nên khi chúng ta cần phải có sự biến đổi, tái sanh ngay ở trong gia đình của mình, quý vị trở nên giống Chúa mỗi ngày hơn. Năm mới này quý vị nên sẽ có được cái sự sống bình an, vui vẻ, hy vọng, và quý vị sẽ không lo, không sợ, không còn thích nhận mà thích ban cho. Quý vị sẽ yêu Chúa và yêu người bên cạnh khác. Tình yêu mà đã sống của quý vị, và quý vị sẽ sống hy vọng, sẽ sống lạc quan, và quý vị sẽ thấy đời sống mình sống có ý nghĩa. Cảm ơn Chúa mà điều đó. Cho nên khi chúng ta biết rằng Chúa đấy đã rất gần, ngày của Chúa rất gần, cho nên khi chúng ta phải ham thích những điều, không còn ham thích những điều mà trước đây chúng ta ham thích nữa. Quý vị không thích những điều mà trước đây chúng ta thích, bây giờ chúng ta không cần thích nữa. Và cảm ơn Chúa là trong 3 ngày đầu năm thì cũng có nhiều người tham gia vào cái 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện, có người thì cũng được 1 ngày, có người được 2 ngày, có người trọn vẹn 3 ngày, có người thì ăn theo kiểu Daniel, có nghĩa là ăn rau hay là uống nước trái cây chẳng hạn, ha, không có nghĩa là không phải kiêng ăn hoàn toàn. Nhưng mà dù sao nữa chúng ta vào được đường dây, chúng ta học được Kinh Thánh và chúng ta hiểu được cái lẽ thật này, và chúng ta nhận được những cái điều phước hạnh mà lời hứa của Chúa đã ban cho chúng ta trong Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta muốn nhận được cái điều đó thì chúng ta phải hạ mình. Kiêng ăn là hạ mình, kiêng ăn là không phải ép sát, nhưng mà kiêng ăn là để cho cái xác thịt của mình chết đi, cái bản ngã của mình chết đi, đồng thời chúng ta dọn dẹp đền thờ. Dọn dẹp đền thờ là dọn dẹp hết những cái gì rác rưởi
à, cái gì mà nó còn dơ bẩn, nó còn tồn đọng trong năm cũ, à, chúng ta bỏ qua và chúng ta nhận được phước hạnh trong năm mới. Và cảm ơn Chúa trong cái kỳ kiêng ăn 3 ngày vừa qua, chúng ta thấy rằng rất là phước hạnh, có nhiều người và dường như là có nhiều người ở trong đó thấy rằng họ đã nhận, họ đã dựng vào nhiều kỳ kiêng ăn, nhưng mà cái kỳ năm này rất là bứt phá, à, cái kỳ năm này rất là được phước, à, cho nên thì đó là vấn đề mà dù mà nó không không thông báo rộng rãi ra, à, ngay cả tôi cũng không có sự chuẩn bị gì. Cảm ơn thầy Phúc, à, thầy Phúc, à, thông báo vào cái ngày chủ nhật, đáng lẽ là thứ hai, tôi nghĩ là đưa đề tài vô để chia sẻ, à, thì thầy Phúc và nhắn tin vô, à, biết là có 3 ngày kỳ nga và tôi tham gia được 3 ngày đó. Cảm ơn Chúa, quá sức bứt phá luôn, quá sức được trọn vẹn, tại vì mình dành đúng y 3 ngày kiêng ăn và cầu nguyện, à, nhất là học kinh thánh, à, chúng ta dọn dẹp hết cái đền thờ của mình ra những cái điều gì, bỏ hết ra ngoài, xong rồi chúng ta mới đổ đầy Thánh Linh vào, bởi vì Thánh Linh không thể nào ở chung với xác thịt được, à, không thể nào, à, ở chung với cái khi mà cái đền thờ của chúng ta mà thân thể chúng ta chưa dọn dẹp sạch sẽ được, à, cho nên khi mà chúng ta ăn năn với Chúa nhưng mà phải, à, phải dọn dẹp sạch sẽ đền thờ. Đó, cho nên chị hôm nay cái bài giảng hôm nay là đáng lẽ cái bài này là cái tuần trước đó, thì tôi để lại tuần này và cái bài này tôi cũng đã giảng hai hội thánh rồi, cảm ơn Chúa và rất là được bứt phá luôn. Cho nên quý vị thấy rằng năm mới chúng ta cần có một sự sẵn sàng với Chúa, à, chúng ta cần Chúa Giêsu cần mình nói chuyện với Ngài, à, chúng ta phải thưa Chúa, bắt đầu thưa với Chúa rằng, à, quý vị dù mưu đi đường dây quý vị cũng có thể đọc lại theo tôi: Lạy Chúa Giêsu, con bằng lòng tin nhận Chúa, con tiếp nhận cái năm mới sức mới của Ngài, con tiếp nhận với sự dọn dẹp đền thờ của Chúa, và con mở lòng ra để Thánh Linh Ngài nương cậy nơi Ngài và Thánh Linh Ngài đổ đầy chúng con, à, trong năm mới này để con nhận được những sự phước hạnh, những sự đổi mới trong tâm linh và kể cả dụng linh thực thể cũng còn trong năm mới 2023 này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và Chúa thấy rằng đời sống quý vị, à, vì quý vị cũng đã lắng nghe được tiếng của mình, à, tiếng tiếng à, tiếng nói của quý vị, Chúa đã nghe tiếng của quý vị, à, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị, à, theo Kinh Thánh một cái lời hứa về đổi mới là trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 câu 2, 21 đến câu 24: Vì anh chị em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật mà trong Đức Chúa Giêsu, anh chị em phải gột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây mà con người bị dục vọng lừa dối hủy hoại. Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí của anh chị em. Hãy mặc lấy con người mới, tức là con người đã được dựng nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong sự công bình, sự thanh sạch và lẽ thật. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là lời mà hứa của Chúa mà chúng ta muốn rằng chúng ta cầu nguyện trong đầu năm này để chúng ta nhận được sự đổi mới. À, và hôm nay chính quý vị sẽ nhận vui hưởng được, à, như một năm mới, là như trời mới đất mới mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho tất cả chúng ta, à, trong hai Phi-e-rơ đoạn 3 câu 12, câu 13 đến câu 13: Vả theo lời hứa, Chúa chúng ta đã trông đợi trời mới và đất mới, đó là nơi công chính ngự trị. Vậy, thưa anh chị em yêu dấu, khi chúng ta chờ đợi những điều ấy xảy ra, hãy cố gắng hết sức để Ngài với anh chị em sống bình an, không quan ố, không tì vết chi cả.
Hãy nhớ rằng Chúa chúng ta đã đành lòng chịu khổ vì Ngài muốn mọi người có cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy thì qua cái bài học này, chúng ta học những điều gì? Tại sao mà đổi mới và chúng ta có nói về thiên nhiên? Và tại sao đổi mới con người? Cái thiên nhiên là chúng ta cần phải có, tức là trong cái bài học chúng ta phải có cái áp dụng đó. Thì cái áp dụng là về cái môi trường thì chúng ta đang đang ở bất cứ nơi đâu, thì chúng ta người nhỏ thì chúng ta làm việc nhỏ đâu, chúng ta không thể mà chính là tổng thống hay là chức quyền gì ở trong một cái chính phủ, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho người lãnh đạo, cho người cầm quyền ở cái nơi mình ở, để cho người ta có một cái sự biến đổi tâm trí. Nếu họ chưa tin Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ tiếp nhận Chúa Giêsu mà cứu Chúa đời sống này. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, đó là trong Kinh Thánh đã dạy. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện về vấn đề gì? Đừng có làm ô nhiễm cái môi trường. Cầu nguyện phải có cụ thể, có nghĩa là chúng ta sao? Đừng có xả rác. Ở Mỹ thì người ta nếu xả rác mà cảnh sát bắt được kìa, thì phạt nặng. Nhưng mà có nhiều đi đường chúng ta thấy người ta xả rác rất là nhiều, đúng không? Những cái đường mà vắng vắng người ta xả rất là nhiều rác. Cho nên khi mà những người mà tội phạm đó thì người ta bắt được rác và cũng không có đủ, cũng không sạch được cái môi trường. Cho nên như chúng ta là một người Cơ Đốc nhân thì chúng ta quyết định rằng chúng ta phải tiếp tay với Chúa. Chúng ta muốn thiên nhiên thay đổi thì chúng ta đừng xả rác. Rác ở nhà mình đó thì chúng ta phải phân ra, đó là cái quy định, nhưng mà chúng ta phải phân hai mộ, cái mộ rác cứng và mộ rác phân hủy được. Mộ rác cứng chúng ta để riêng, như chai thùng cắt tông ví dụ vậy, mà chúng ta phải để riêng. Vì chỗ nào thì ở nước Mỹ thì xe rác cũng đi lấy hai mộ rác khác nhau, rác cứng và rác rác phân hủy, rác mềm. Cho nên thì chúng ta cũng phải tiếp điều đó, chúng ta đừng có bỏ cái rác cứng vào trong cái rác mà không phân hủy được. Chai thủy tinh đó, chai nước mắm, những cái chai mà bằng chai thì chúng ta phải để riêng đó. Thùng cà tông phải để riêng, người ta sẽ đó là cái bài học chúng ta phải có áp dụng, chứ không phải nghe mấy nghe làm đủ mà không có áp dụng gì hết. Thì chúng ta trong cái bài học này muốn được đổi mới mà thiên nhiên đổi mới thì chúng ta phải tiếp tay với chính quyền sở tại cái nơi mà chúng ta ở. Chúng ta đừng có xả rác, chúng ta phải giữ cái nhà cửa tâm ngò sạch sẽ. Tôi đến có nhiều nhà mà Cơ Đốc nhân đó chứ không phải người ngọ đâu, hoặc là tôi đi truyền giáo một vài nhà người ngọ, ở nhất là người Việt Nam mình ở trong nhà rất là bê bối, không có trật tự gì đấy. Đồ ăn đồ uống tất cả các thứ chất đầy bàn, không có trật tự nào. Đó là một cái cách mà chúng ta mà cũng làm cho ô nhiễm môi trường. Và có nhiều khi chúng ta mua thức ăn về để quá hạn luôn, để quá nhiều ngày, mình thử ra là như vậy mà cũng không có được tinh sạch cho cái thân thể của mình, mà thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên gì trong gia đình, nơi ăn chốn ở, trong phòng ngủ chúng ta cũng phải gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, đâu vào đó. Khi ngủ dậy cầu nguyện xong thì cũng phải xếp chăn màn tất cả các thứ, gối và tập cho con cái ở trong gia đình nó cũng phải có sự ngăn nắp như vậy. Trong bếp núc tất cả mọi sự, chúng ta không được đổ những cái dầu ăn hay là những cái thứ mà hóa chất ra đường cống. Vì như vậy mà cái đường cống chúng ta biết
chúng ta tự nhiên mà chúng ta tự hại mình đó, đổ cái đó ra thì nó ra đường cống, mà đường cống thì nó sẽ ra cái sông rạch, nó chảy ra sông rạch, mà sông rạch nó sẽ đưa vào cái hồ nước thu xử lý xong thì nó xử lý sạch rồi thì nó bắt đầu nó bơm cái nước nó lại để mà chúng ta gọi là tốt qua đời đó, tức là nước chúng ta đang đang sử dụng. Cho nên thì chúng ta không nên đổ dầu ăn, những cái dầu thải mà ra đường cống, mà chúng ta nên đổ vào trong những cái chai, trong cái chỗ thu lại, và chúng ta bỏ vào cái thùng, cái rác riêng đó, để người ta thu lại, người ta lấy được cái đó. Chúng ta phải có một sự góp phần là thiên nhiên chúng ta phải góp phần. Riêng về con người thay đổi thì chúng ta cũng phải thay thái độ thì mới đổi cuộc đời. Chúng ta phải thay cái thái độ, chứ còn nếu mà chúng ta không thay đổi cái thái độ thì chúng ta cũng không đổi cuộc đời được. Thay đổi như ông Nicodem, phải đến với Chúa hỏi cách nào, mà một cách nào để được tái sanh. Vì Chúa Giêsu nói với ông Nicodem là nếu con người không sanh lại thì không thể vào được nước Đức Chúa Trời. Sanh lại tức là tái sanh đó. Cho nên gì chúng ta phải phải có thay đổi thái độ. Trong Ma-thi-a đoạn 19 thì có chép câu chuyện là người ta đem con trẻ đến cho Chúa Giêsu cầu nguyện. Và ngày xưa thì cái con trẻ các thầy thông giáo thì không có được, con trẻ không được đến các ông thầy thông giáo đó để cầu nguyện. Nhưng mà Chúa Giêsu thì cho những con trẻ đấy. Và trong Ma-thi-a 19 câu 4 nói rằng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở. Có nhiều người môn đệ của Chúa đầu ngăn trở, thì không cho con trẻ đấy, nhưng mà Chúa bảo đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Nước thiên đàng nó giống như con trẻ là sao? Có nghĩa là chúng ta phải có một cái tâm tình đơn sơ như con trẻ. Kinh Thánh nói sao? Nghe vậy. Kinh Thánh nói thì chúng ta tin, đó là chính lời của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải tin lời Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu phán. Chúng ta phải có một cái tâm tình đơn sơ. Con trẻ thì nó đơn sơ. Chứ nó không có như những người mới tuổi như chúng ta. Mark đoạn 10 câu 15 nữa, ai chẳng nhận nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Như vậy chúng ta phải nhận nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ. Thiên nhiên mà muốn thay đổi, muốn biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường này thì sao? Thì đừng có ngăn sông đắp đập nữa, đừng có xả khí độc, khí rắn vào nữa, đúng không? Rồi đừng có đốt rừng, bán phá thú rừng, vân vân, đó, nhiều thứ lắm. Rồi đừng có xả rác, đừng có làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Thì có như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là trả lại cái môi trường giống như cái vườn Eden ngày xưa vậy đó. Sông bốn nhánh trải vườn xưa êm ả đó, như cái vườn Eden là cái vườn địa đàng. Ngày xưa Chúa sáng tạo trái đất này là như một cái vườn địa đàng, rất tốt đẹp. Và cách đây chừng vài chục năm không thôi thì chúng ta thấy rằng chúng ta ở Việt Nam chúng ta uống nước giếng rất là mát, rất là ngọt. Vì sao vậy? Chưa ô nhiễm môi trường nhiều. Bây giờ không ai dám uống nước giếng hay không ai dám, phải qua cái bình lọc ha. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn được môi trường tốt đẹp thì chúng ta phải tác động cho môi trường. Chúng ta muốn con người mình tốt đẹp thì chúng ta phải bỏ hết những cái đóng đinh trên thập tự giá, những cái xác thịt
của mình, những cái bản ngã của mình, để trở nên như con trẻ đơn sơ. Hoặc là những người mà mất cái tình yêu Chúa ban đầu thì phải đơn sơ như khi tình mới yêu Chúa ban đầu vậy, mới tin Chúa vậy. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên khi nếu được như vậy thì chúng ta sao? Chúng ta sẽ nhận được sự đổi mới mà ở trong câu Kinh Thánh chúng ta đã học cái câu gốc ngày hôm nay. Đó. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nãy được dựng nên mới. Việc đó Chúa mà những sự cũ qua đi, này mọi sự trở nên mới. Nhưng mà câu 18 nói rằng mọi mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời ơi. Đó. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại với Ngài và để giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian là hòa với Ngài, chẳng kể tội bảo cho mọi người đã khó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh chị em hãy hòa thuận mà với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hãy chúng ta là người công bình của Đức Chúa Trời thì phải làm việc những công bình của Chúa, và việc công bình đó mà góp phần vào thay đổi thiên nhiên, thay đổi biến đổi khí hậu, để chúng ta có sức khỏe, chúng ta cũng góp phần vào cái sự cầu nguyện, cầu thay cho các bậc chính quyền để cho người ta có những cái chương trình kế hoạch thay đổi khí hậu trên toàn cầu. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân trong gia đình của chúng ta, họ biết thay đổi thái độ, để thay thái độ thì đổi cuộc đời. Chúng ta cũng có một quyết định từ hôm nay mà chúng ta phải sắp xếp nhà cửa có trật tự ngăn nắp, không xả rác, sống trong cái môi trường thật là sạch sẽ, trong từ trong nhà ra ngoài, để mà chứng rằng chúng ta là một người đổi mới và năm mới mọi sự sẽ trở nên mới. Cảm ơn Chúa, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Qua bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng thiên nhiên cần phải thay đổi, vì thiên nhiên chính khi Đức Chúa Trời dựng nên thiên nhiên, dựng nên trái đất này rất là hoàn hảo, rất tốt đẹp, mà mọi sự tốt đẹp. Nhưng mà con người chúng con phạm tội, con người chúng con phá rừng, con người chúng con đắp ngăn sông, đắp đập làm những điều sai trái trước mặt Đức Chúa Trời, làm hư hoại cái trái đất của thiên nhiên của Đức Chúa Trời dựng nên. Và bốn mùa xuân hạ thu đông bây giờ nó cũng không còn rõ rệt như ngày xưa nữa. Mùa hè thì quá nóng, mùa đông thì quá tiết. Đó là do ô nhiễm trong môi trường, do con người, những nhà máy, những chất độc hóa học, những chất CO2, khí thải thải ra quá nhiều trong trong trái đất này, là phá thủng cái tầng ozone. Cảm ơn Chúa. Chúa cho cái bài học này là chúng con ở trong Đấng Christ thì phải được dựng nên mới, những sự cũ phải qua đi. Và chúng con mọi người cơ đốc nhân phải, mọi người công bình phải góp phần vào xây dựng thiên nhiên, cầu nguyện cho các nhà bậc cầm quyền thay đổi được thái độ, biết được Kinh Thánh mà chỉ dẫn cho chúng con điều tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình của chúng con đã bài tiếp nhận Chúa và cứu Chúa đời sống mình, để trở thành người đổi mới trong tâm linh, những sự cũ của họ qua đi, vì điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Và chúng con là người
Chúa giao cho một cái chức vụ giảng hòa, một chức vụ khâm sai để chúng con dẫn anh em, anh chị em chúng con từ thành Giêsu sân em, tức là những người gần thân yêu nhất xứ Samari, mà những người chung quanh xứ Jude, mà người xa hơn nữa, và đến cùng trái đất. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, xin Thánh Linh Ngài đổ đầy chúng con để chúng con có được sự giản dị đi ra để mà chứng về ơn phước của Ngài, để năm mới này chúng con mọi sự được trở nên mới. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều, và con công bố khai phóng quyền năng này để anh chị em chúng con nhận lãnh được, bởi vì chúng con không phải cố gắng của sức chúng con, mà Chúa đã phán rằng mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha. Xin năm mới 2023 này mọi sự đều trở nên mới, gia đình chúng con nhận được những sự phước hạnh tươi mới, những sự cũ trong gia đình, những gì, sự gì không tốt đẹp trong năm qua đều đã qua đi, và chúng con được nhận được điều mới mẻ tốt đẹp, và tâm linh thuộc linh thuộc thể chúng con được tăng trưởng. Hallelujah, con cảm tạ Chúa rất nhiều, con nhận lãnh, con làm biết ơn và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nha. Chúa.